Hello, chào tất cả các bạn nha. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để mà xóa dữ liệu bộ nhớ đệm của mình, dọn rác cho nó nhẹ, nó mượt hơn trên Oppo A5 2020 nha mọi người. Đầu tiên mình sẽ vào cái phần cài đặt, sau mình vô cái phần quản lý ứng dụng, sau đó mình vô danh sách ứng dụng, rồi mình kéo xuống. Thì mọi người hay xài cái nào thì vô cái phần đó nha. Ví dụ như mình vô phần rồi chôm, mình hay vô cái phần trình duyệt đó, vô mức sử dụng dung lượng bấm vô, rồi xóa bộ nhớ điện bấm xóa, rồi đang xóa xong, mình đã xóa xong và mình thoát ra. Rồi tiếp tục mình vô cái phần tìm Facebook, mình hay vô Facebook bấm vô cái phần mức sử dụng dung lượng vừa lưu trữ bấm vô. Rồi, xóa 458 MB nha, bấm xóa. Rồi, ok, đã xóa rồi, mình rác ra. Ok, tương tự đơn giản vậy thôi nha mọi người. Cứ tìm cái ứng dụng nào mà mình hay xài nhất á thì mình bấm vô. Đó. Rồi mình xóa đơn giản y vậy thôi. Chúc mọi người thành công nha. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Cảm ơn nhiều.